Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngô Hoàng đang có mặt tại trục đường số 14 nè cô chú anh chị. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân ha. Cái hướng này của chú anh chị mình di chuyển ra là mình ra mặt tiền đường của đường Lê Văn Quế ngay chỗ góc nhà hàng Valentine nha cô chú anh chị. Cái là hướng này ha, trục đường này mình di chuyển thẳng luôn. Và ở đây là hiện tại đang thuộc mặt tiền đường của đường số 14 ha. Còn cái hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên đường 5D nè. Hướng này mình di chuyển bên về bên trục đường 5D, hướng về bên kênh nước đen. Rồi hướng về bên cầu trắng của chú anh chị ha. Thì cái căn nhà của mình thì nó gần với trục đường Lê Văn Quế hơn. Thì đây ra ngoài đường Lê Văn Quế thì nó cũng khá là gần, khoảng cỡ chừng là 200m thôi là của chúng chị mình sẽ ra ngay chỗ cái mặt tiền đường của đường Lê Văn Quế luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình đang thuộc con hẻm 124 của đường số 14. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Ngôi nhà của mình hiện tại đang được chủ giảm giá nha cô chú anh chị ha. Chủ giảm giá rất là mạnh luôn cô chú anh chị ơi. Đợt trước là chủ kê với mức giá là 2,5 tỷ. Nay chủ giảm xuống giá chỉ còn có 2,480 tỷ thôi cô chú anh chị. Giá này thì chủ bớt lọc cho cô chú anh chị mình nha. Giá này thì chủ bớt lọc cho cô chú anh chị mình, 2,480 tỷ giá bớt lọc cô chú anh chị nha. Mặt tiền đường của đường số 14 nè cô chú anh chị. Ở đây thì xe hơi, xe đồ lưu thông qua lại rất là đông đúc luôn. Và ngôi nhà của mình á là hẻm xe là xe ba gác nha cô chú anh chị ha. Xe ba gác mình di chuyển vô bên trong nha. Thì cái hướng này của chú anh chị mình để tay trái vô nè, mình để tay trái vô đây ha. Cái hẻm này vô bên trong á, mình để phải là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Thì hẻm này nó có cái độ rộng là khoảng có 3,5m ha. Vô bên trong thì nó khoảng có 3m. Thì xe ba gác vô tư nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mình có xe ba gác thì mình vào vô tư nha. Đó. Đây hướng này vô bên trong á là mình sẽ thấy cái vị trí ngôi nhà của mình nè. Căn ngôi nhà của mình là cái căn nó nằm ở trong cùng ở luôn á. Nó nằm ở bên tay trái nè. Căn cuối cùng nằm ở bên tay trái nha cô chú anh chị ha. Thì đường này nó rộng khoảng có chừng là 3m ha. Còn cái đường này nó rộng khoảng có chừng là 3,5m nè. Thì nói chung là mình cách khoảng có chừng là 4 căn thêm mấy căn mặt tiền nữa là 5 căn là mình ra tới cái đường xe hơi xe tải luôn. Còn ở đây thì xe ba gác vô được thôi nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 124 của đường số 14 thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Giờ ông Hoàng sẽ di chuyển vào bên trong. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Lê Văn Quế nè. Rồi gần ngay chỗ chợ Bình Long luôn cô chú anh chị. Nói chung là gần hai ngôi chợ nha. Thì cái căn nhà của mình là căn cuối cùng nằm bên tay trái nè. Kết cấu một trệt một lầu ở bên trên nha cô chú anh chị. Một trệt nè, một lầu ở bên trên ha. Bên trên thì có khoảng không gian khu vực ban công nha. Có làm cái khung sắt nè. Khung sắt lan can, khung sắt nè cô chú anh chị. Còn khu vực này là khu vực tầng trệt của ngôi nhà mình. Thì nhà mình hiện tại thì chủ đang làm tổng cộng là hai lớp cửa nha. Đó là một lớp cửa sắt lùa ở bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh ở bên trong nha cô chú anh chị. Mặt tiền thì ốp gạch ha, ốp gạch với cái tông màu là màu đen rất là đẹp luôn. Thì cái thềm nhà của mình so với lại cái thềm đường thì nó khoảng cỡ chừng là thềm nhà của mình cao hơn thềm đường khoảng cỡ chừng là một tấc hơn cô chú anh chị nha. Khoảng có một tấc thôi thì chủ cũng có làm cái lài để mình lên xe nè. Mấy cái lài chủ đổ bê tông hết cho cô chú anh chị thấy không, làm cái lài để mình lên xe cho nó dễ dàng ha. Hai lớp cửa nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình đây, một trệt một lầu. Nhà mình có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Và hiện tại ngôi nhà này đang có hướng chánh, đó là thuộc hướng nam của chú anh chị nha. Nhà đang thuộc hướng nam. Hướng này thì nói chung là mát mẻ vào buổi chiều của chú anh chị ha. Nói chung là không có nắng lắm. Đây, bên trong đây, khoảng không gian này khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Bề ngang của ngôi nhà mình là 3m ha, chiều dài của ngôi nhà mình là 7m. Tổng diện tích đất ngôi nhà này đang sở hữu là 21m² đất của chú anh chị ha. Thì ở dưới tầng trệt này thì chủ sẽ làm một cái khoảng không gian khu vực phòng khách ở đây nè. Bên tay phải này sẽ là khoảng không gian cầu thang để mình di chuyển lên bên trên lầu 1. Có khoảng không gian khu vực bếp ở đây nè. Rồi bên trong đó thì sẽ là một cái khoảng không gian khu vực toilet nữa ha. Thì chủ cũng có làm một khoảng không gian để mình để máy giặt nè. Đó, đường ống này đã có sẵn hết rồi. Để mình thiết kế mình để máy giặt ở nằm ở dưới ngay cái cầu thang này luôn nè cô chú anh chị. Rất là tiện nha. Ở bên trên là hệ thống đèn led âm ở bên trên nè, rồi đèn led hộp của chú anh chị ha. Hai bên thì chủ có tăng cường thêm bóng đèn led 1:2 nha. Bóng đèn led 1:2 ở bên trong thì cũng có một đèn led 1:2 ở bên trong nữa nè. Ở khu vực đó là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Ở nhà thì chủ có làm tổng cộng là hai lớp cửa. Đây là lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh ha. Cửa này cửa nhôm sinh pha bốn cánh, còn cửa này là cửa sắt lùa nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình thì có đồng hồ nước, đồng hồ điện đầy đủ ha. Thì đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở bên ngoài này. Đồng hồ nước của ngôi nhà mình sẽ nằm ở góc này ha. Nói chung là đồng hồ nước, đồng hồ điện đầy đủ hết của chú anh chị. Thì giờ ông Hoàng sẽ di chuyển vào bên trong nè.
ở khu vực cầu thang của ngôi nhà mình đây. Cầu thang này thì cầu thang đúc bê tông cốt thép nha cô chú chị nha. Cầu thang đúc bê tông cốt thép. Nhà có kích thước ngang 3m và chiều dài là 7m của chú chị. Kết cấu một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt ha. Nhà mình thì chỉ có một cái nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt này thôi. Tại vì chủ làm hai cái phòng ở bên trên nó khá là rộng. Thì nó sẽ, nếu mà mình làm thêm một cái toilet nữa thì nó sẽ chiếm cái diện tích của cái phòng của chú chị, nên chủ chỉ có làm một cái toilet thôi ha. Ở thì khu vực để máy giặt ở đây nè, đường ống thì cũng đã có sẵn nè, gạch ốp cao ráo lên tới bên trên nè của chú chị, ốp cao ráo lên tới bên trên. Còn khu vực này sẽ là khoảng không gian khu vực bếp của mình. Thì gian bếp của mình đây, hệ thống tủ bếp dưới nè. Ở hệ thống tủ bếp dưới nè của chú chị nha. Ở bên trên là có bồn rửa chén nè. Ở có bồn rửa chén nè của chú chị. Rồi vòi nước đồ đầy đủ hết. Khu vực bên kia là mình để bếp ga hoặc là bếp âm, tùy theo nhu cầu của mình sử dụng cô chú chị. Ở bên trên này thì chủ cũng có ốp gạch nè, ốp gạch cao trần lên ha, cao lên khoảng cỡ trần là 3 viên gạch đó cô chú chị. Gạch này thì chắc khoảng có 30, 3 viên chắc khoảng có 1m1 cô chú chị nha. Rồi bên trong này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet của ngôi nhà mình đây. Ở khu vực toilet của ngôi nhà có lavabo, gương soi, vòi sen tắm. Rồi chủ có chừa sẵn cho cô chú chị mình một cái đường ống dây điện nè, đường ống dây điện để cô chú chị mình có thể mình đi máy nước nóng nha cô chú chị nha. Đó, mình có thể mình đi máy nước nóng. Đó, còn khu vực này là khu vực bồn cầu của ngôi nhà mình đây. Gạch ở dưới là gạch nhám nha cô chú chị, chống chân trượt ha. Ở khu vực này sẽ là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Thì mình có thể mình để được 2-3 chiếc xe ở ngoài. Rồi mình có thể mình làm thêm một khoảng không gian để mình để tivi, rồi bộ ghế sofa đồ của chú chị cũng khá là tiện nha. Cầu thang thì đường cái là cầu thang đúc bê tông cốt thép ha, tay vịn thì bằng sắt. Ở bên này thì chủ cũng có làm một cái tấm lam sắt như chú chị. Nếu mà cô chú chị mình về mình tiện hơn thì mình có thể mình làm tấm lam nhựa ha, lam nhựa để trắng luôn. Ở cầu thang mình di chuyển lên bên trên đây, cầu thang bề mặt đi thì bằng đá hoa cương nè, tay vịn thì bằng sắt ha. Lên bên trên này thì sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên nha cô chú chị. Mức giá thì chủ đang được giảm cô chú chị nha, chủ đang giảm nha, giảm 100 triệu của cô chú chị nha. Thì nếu cô chú chị nào quan tâm cái ngôi nhà này có thể liên hệ của Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm á, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà cũng giúp cho người mua được cái căn nhà của chú chị ha. À, nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, một trệt một lầu ha, ngang là 3m và chiều dài của ngôi nhà mình là 7m nha quý anh chị. Tổng diện tích đất là 21m2 nha. Ở kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ nè và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt, đang có hướng chánh là thuộc hướng nam, có sổ hồng riêng. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Lê Văn Quế nè, rồi gần ngay chỗ chợ Bình Long của chú anh chị. Ở đây thì thuận tiện cho cái việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm, chẳng hạn như cô chú anh chị mình hướng ra bên trục đường Nguyễn Sơn nó cũng khá là gần nè, hướng đi qua bên quận Tân Phú nó cũng khá là gần cô chú anh chị nha. Thì mức giá này hiện tại là chủ đang giảm nha, đợt trước là chủ kêu với cái mức giá đó là nay 2.580 triệu nha, nay chủ giảm 100 triệu, giá chỉ còn có 2.480 triệu thôi. Và giá này thì chủ vẫn còn bớt cho cô chú anh chị mình nữa nha. Thì nếu cô chú anh chị nào có quan tâm với ngôi nhà này có thể liên hệ với Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem ha. Khu vực ở phía trước này sẽ là khu vực khoảng không gian lan can của ngôi nhà mình đây. Ở khu vực này là lan can nha, lan can thì bằng sắt của chú anh chị. Cửa này cũng là cửa sắt kính đó, cửa sắt kính đó của chú anh chị ha. Bên này cũng vậy luôn, cửa sắt kính luôn nè. Ở khu vực ban công này để mình làm cái xào phơi đồ ở đây nè, rất là tiện nha của chú anh chị. Ngôi nhà của mình đang thuộc cái con hẻm 124 của đường số 14 thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân, giáp ranh với lại quận Tân Phú nha cô chú anh chị. Ngang là 3m và chiều dài là 7m ha. Tổng diện tích đất là 21m2. Kết cấu một trệt một lầu hoàn công đầy đủ cô chú anh chị, gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt. Đang có hướng chánh đó là thuộc hướng nam của chú anh chị nha. Có sổ hồng riêng. Cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ với Hoàng ngay nha. Để mình qua mình xem cái ngôi nhà này, ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ của chú anh chị nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.